Bố em chỉ đủ khả năng để thuê một căn hộ tồi tàn ở một khu ổ chuột. Hàng ngày ông bán hoa cho nhà tang lễ và đi làm một số việc vặt để kiếm sống. Khi 13 tuổi thì hàng ngày em đều chứng kiến những cảnh trộm cắp, bạo lực gia đình. Lúc đó thì em khá là nhút nhát. Nếu như mà có ai đó làm em bực mình thì em sẽ sẵn sàng đánh nhau với họ, thậm chí là cắn họ. Cô đấy em đã thay đổi khi em gặp được Blue Dragon. Hồi đó thì ước mơ đi học đối với em là một ước mơ rất là xa vời. Lúc đấy em nghĩ là nếu như mình được đi học thì có thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ được bố em một phần nào đấy. Thật là may khi mà Blue Dragon đã giúp em quay lại được việc học. Có một nhân viên xã hội đã giúp em kiểm soát được tính nóng nảy của bản thân. Chị đưa em một quyển sổ và yêu cầu em viết lên đấy những lý do khiến em tức giận. Em thấy điều đấy khá là thú vị, bởi vì khi mà em viết những cái lý do lên trên đấy thì em có thể hình dung rõ hơn là tại sao lại khiến mình giận. Và mỗi khi em viết như thế thì em cảm giác là cái cơn giận của em bỗng dưng nó biến mất. Và Love You Hope là một trong những hoạt động đầu tiên em tham gia tại Blue. Ở đây thì em đã tự tin hơn và kết bạn mới. Trong đó thì em có một người bạn rất là thân. Bọn em cùng nhau cải thiện bản thân và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Trong suốt quá trình phát triển của em, luôn có sự xuất hiện của một nhân viên xã hội. Anh ấy cũng là một tấm gương đáng để ngưỡng mộ và học hỏi. Hai anh em đều có chung sở thích khám phá và nghiên cứu mọi thứ. Và với sự góp mặt của anh ấy, em đã tìm được đam mê của mình trong ngành thiết kế đồ họa. Bởi vì em thấy việc thể hiện những ý tưởng của mình thông qua ngôn ngữ hình ảnh là một điều rất là tuyệt vời. Em nghĩ đó cũng chính là lý do mà việc trở thành chuyên gia trong ngành thiết kế đồ họa chính là ước mơ của em sau này. Du học Úc là một cơ hội rất lớn đối với em. Điều đấy sẽ giúp em tiến gần hơn đến với ước mơ trở thành nhà thiết kế đồ họa thông qua việc sử dụng tiếng Anh thành thạo, tiếp cận với những nguồn kiến thức mới khi ở Úc. Em nghĩ là thời gian đầu sẽ có khá là nhiều khó khăn, ví dụ như việc phải giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, việc phải tìm hiểu về một nền văn hóa mới, giao tiếp với những người xung quanh. Nhưng mà em tin là mình sẽ vượt qua được. Nếu không gặp Blue Dragon thì mình sẽ như thế nào? Đó là câu nói em luôn nói với chính mình. Cô đấy em có thể sẽ rẽ sang một hướng khác, nhưng em của hiện tại thì tin rằng không gì là không thể. Và em hy vọng là những bạn khác cũng sẽ nghĩ như vậy, sẽ không bao giờ từ bỏ dù hoàn cảnh có khó khăn đến như thế nào.